Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trải qua 36 giờ trở thành quái vật khỉ trong Zoonomaly. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại trở thành quái vật? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Nhìn kìa, nhìn kìa. Cậu, cậu ta tỉnh rồi. Này, cậu có sao không? Tôi ở đâu thế này? Các người là ai? Sao trông kinh tởm quá vậy? Các người định làm gì tôi? Bình tĩnh lại đi, chúng tôi không có hại cậu đâu. Chúng tôi là những động vật ở sở thú Zoonomaly. Chúng tôi bay khắp mọi nơi để giúp đỡ những sinh vật gặp nạn khác. Không, ta không tin những gì các ngươi nói đâu. Chắc chắn các ngươi cùng phe với lũ con người bắt loài khỉ bọn ta để mổ ăn ốc. Cái gì? Con người bắt loài khỉ các cậu để ăn lấy não của các cậu à? Khốn kiếp, thật là quá độc ác. Đúng vậy. Tôi là một con khỉ đầu đàn. Tôi sống rất hạnh phúc với mấy chục em khỉ cái. Oh my god. Wow. Chúng tôi yêu thương lẫn nhau, vô âu, vô lo, không suy nghĩ gì cả. Chúng tôi tìm kiếm thức ăn cùng nhau. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi y xong dậy lại ăn. Mọi chuyện rất là tốt đẹp. Cho đến một ngày, trong khu rừng nơi chúng tôi sinh sống, đột nhiên xuất hiện một tiếng súng. Thì ra là lũ con người, chính xác hơn là bọn thợ săn. Bọn chúng bắn và giết chết rất nhiều em khỉ cái của tôi. Tôi đã chứng kiến đồng loại của mình chết trước mặt. Tôi rất căm phẫn, nhưng bọn chúng rất mạnh. Tôi không còn cách nào khác, phải bỏ chạy, phải cố giữ lấy mạng sống này để tìm cách giết chết lũ con người báo thù. Nhưng chạy không được bao xa, tôi lại gặp được một nhóm thợ săn khác. Bọn chúng nã súng liên tục vào người của tôi. Lần này tôi nghĩ mình chết chắc rồi, nên tôi không bỏ chạy nữa. Tôi quyết liều mạng với bọn chúng, lao vào người của từng tên thợ săn, cắn xé, cào câu. Chết tiệt, là con khỉ đầu đàn. Mau, giết chết nó đi. Chắc chắn ốc của nó sẽ rất ngon. Chính từ trong tai tôi nghe thấy lũ thợ săn con người này vào rừng bắt loài khỉ của chúng tôi để bán cho các nhà hàng khách sạn. Sau đó bọn chúng cắt đầu của loài khỉ chúng tôi ra để ăn ốc của chúng tôi. Thế là tôi cũng đã liều cái mạng của mình giết sạch nhóm thợ săn này. Nhưng người của tôi dính đầy đạn và tôi mất rất nhiều máu. Tôi cũng đã ngã gục xuống. Khi tỉnh dậy thì thấy những sinh vật kỳ dị mấy người. Thật không ngờ loài khỉ của các cậu lại bị lũ con người độc ác đó đối xử tàn nhẫn như vậy. Bình tĩnh đi, chúng tôi đã cứu cậu đó. Chúng tôi không làm hại cậu đâu. Nào, mau theo chúng tôi về sở thú Zoonomaly. Chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không. Nhưng em vợ xinh đẹp, ngực bự mông to của tôi đang nằm trong tay của loài người. What the hell? Bọn chúng sẽ mổ đầu những em vợ của tôi để ăn ốc. Tôi phải đi cứu họ. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta hãy giúp cậu ấy biến thành một con quái vật để cậu ấy đủ sức mạnh vào thế giới loài người cứu những em vợ của mình. Gì thế này? Người của mình đâu rồi? Họ đâu rồi? Này đừng ở đó nữa, mau đi cứu người thân của cậu đi. Đúng rồi, tôi sẽ tới thế giới con người cho bọn chúng một bài học. Thế là mấy tiếng đồng hồ đầu tiên cũng đã trôi qua một cách vi diệu như vậy. Tôi vô tình gặp được những sinh vật rất lạ lùng, dị hợm, nhưng họ rất tốt và đã biến đổi tôi thành một thứ quái vật khỉ trông rất là kinh dị. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng tiến vào thế giới của loài người. Mọi người ơi, nhanh tay nhanh chân lên đi. Cửa hàng đằng kia có món đặc trưng rất là ngon. Chúng ta phải tới đó ăn một lần cho biết. Nhìn kìa, đằng kia có một con khỉ hồn. Hay quá, tôi sẽ bắt nó bán cho cửa hàng ốc khỉ vừa mới được mở cửa. Lũ con người khốn kiếp, các ngươi phải trả giá đắt cho việc này. Loài khỉ của chúng ta hiền lành, chưa bao giờ đụng chạm đến loài người các ngươi. Vậy mà các ngươi tàn nhẫn, bắt loài chúng ta để mổ ốc ra ăn não. Chết tiệt, con khỉ này tấn công người đôi kìa. Mẹ kiếp, là một con quái vật khỉ. Mời người ta cứu tôi.
Vậy là tôi cũng đã vào thành phố của loài người. Bọn chúng vừa nhìn thấy tôi, nghĩ tôi là một món thức ăn, liền bắt tôi lại. Nhưng kết quả, tôi đã hạ từng tên con người. Lũ nhân loại ở đây bắt đầu la hét, bắt đầu sợ hãi và chạy tứ tung. Tôi lao về phía bọn chúng, tấn công thêm rất nhiều tên khác nữa. Và tôi chi hỏi bọn chúng, cái cửa hàng khốn kiếp đã bắt những em vợ xinh đẹp của tôi đang ở đâu. Phía trước, cửa hàng đó phía trước, tha cho tôi đi. Bỏ người ta, bao gọi cảnh sát, không ai phát khí tấn công thành phố loài người chúng ta. Dường như bọn chúng đang cầu cứu một thế lực nào đó, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn đến cái cửa hàng chết thiệt kia, giết sạch lũ con người ở đó để cứu đồng loại của mình. Nhưng đi được thêm vài bước nữa, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng còi hú, tiếng la hét và tiếng súng nổ. Mẹ kiếp, thứ quái vật đó đằng kia hình như là một con quái vật khi. Đúng rồi, lực lượng cảnh sát chúng ta mau di trì công lý chính nghĩa, tấn công bắn hạ gục con quái vật đó đi. Tiếng súng nổ khiến tôi càng thêm căm phẫn và tức giận. Cái gì? Chúng mày nói công lý chính nghĩa à? Vậy bọn tao là loài khí, không có công lý chính nghĩa hay sao? Chúng mày chính là những kẻ gây thù chúng oan trước. Chúng mày giết hại loài của bọn tao trước. Bây giờ chúng mày tự cho mình là chính nghĩa. Được, hôm nay tao sẽ giết sạch loài người của chúng mày, ăn luôn thịt của chúng mày, để chúng mày cảm nhận thế nào là bị kẻ khác giết. Mẹ kêu, không hay rồi. Báo động đó, thứ quái vật này không sợ súng đạn của chúng ta. Mau, cầu cứu siêu anh hùng người khổng lồ xanh đi. Bọn chúng cầu cứu hết thế lực này rồi đến thế lực khác, nhưng mà tôi không quan tâm. Bao nhiêu tên con người xuất hiện thì tôi sẽ diệt bấy nhiêu. Người có chắc là sẽ diệt được ta không? Con quái vật khỉ kia, mau dừng lại những hành động độc ác của ngươi. Gì thế này? Một tên con người da màu xanh lá cây to lớn à? Chết tiệt, rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là người khổng lồ xanh, bảo vệ thế giới nhân loại này. Mọi quái vật kẻ xấu xa muốn phá hủy thế giới này, hãy bước qua sạc của ta. Nhìn ngươi xanh sao, giống như là bị si đa hụt phình lộn vậy. Được rồi, nếu ngươi muốn chết chung với bọn chúng, ta sẽ cho ngươi chết luôn. Con quái vật khỉ kia, để ta cho ngươi thấy sức mạnh của ta. Chịch tiệt, chịu chết đi. Con khỉ khốn kiếp đó chắc chắn đã chết rồi, phải tìm thấy xác nó, đem về mổ lấy ốc ăn mới được. Tiến lên nào anh em, bao vây hắn lại, hắn không đánh lại chúng.
cảm ơn. Cảm ơn các cậu. Cảm ơn những động vật Junomaly. Các cậu đã đồng hành cùng tôi. Thịt khổng lồ xanh kia, hôm nay bọn ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tội lỗi con người của các ngươi gây ra. Cảm ơn đi, lũ quái vật khổ kia. Bọn tao là con người, là chủ của cái hành tinh này. Chúng mày sinh ra trên đời là để phục vụ nhân loại bọn tao. Bọn tao ăn thịt chúng mày là chuyện thường tình. Còn chúng mày tấn công thế giới con người, giết rất nhiều người, đó mới chính là bất đạo bất công lý. Cái gì? Vô lý như vậy mà ngươi cũng nói được à? Sinh vật và con người các ngươi đều bình đẳng như nhau. Không có kẻ nào có quyền ăn thịt kẻ nào cả. Hôm nay các ngươi giết chết loài khỉ thì bọn ta sẽ thay mặt cho công lý mẹ tự nhiên trừng phạt loài người các ngươi. Chết đi! Tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp! Loài người của các ngươi đang phải bị trừng phạt. Không! Không! Loài người của chúng tao mới là chúa ta. Chúng tao sẽ không chịu quy phục chứ lũ động vật xấu xa bọn mày đâu. Cuối cùng chúng ta đã giết được hắn rồi. Nào, quái vật khỉ Junomaly, mau đi cứu những người thân của cậu thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi.